Tôi vừa đi dự cuộc họp do tỉnh ủy Quảng Ngãi triệu tập gấp. Hai Toàn có biết tại sao không? Tỉnh ủy quyết định là xây dựng khu căn cứ rộng lớn ở quanh chân núi Ngọc Linh. Mình móc nối với người Co, Xê Đăng, Cơ Tu, Hơ Rê. Công việc của Hai Toàn vừa rồi ở các nóc người thượng rất là tốt. Mai đây Hai Toàn sẽ cùng với Phó Bí Thư Mạnh xây dựng cơ quan của tỉnh đứng chân trong núi Cà Đâm. Kể cả là cơ quan huyện ủy Trà Bồng của chúng ta bị bọn chúng càn quét dữ lắm. Vậy là phái chủ trương vũ trang của tỉnh ủy đã thắng thế. Nhưng theo em á, trước sau gì ta cũng phải giữ được căn cứ ở trong núi Cà Đâm. Chuyện đó để bàn tính sau đi. Nhưng trước mắt Hai Toàn phải lo triển khai tòa án cách mạng để chứng minh là địa bàn này đã ổn định từ lâu. Tên Cửu Sừng là một trong những tên cực kỳ nguy hiểm ở huyện Trà Bồng. Chúng ta phải trừ khử được lão thì mới mang lại niềm tin lớn cho quần chúng và cách mạng Hai Toàn à. Em đã tính kỹ rồi. Tòa án cách mạng ban đầu chỉ có em, chú Dần và ba anh em nhà ba Tăng Găng mà thôi. Cậu tính hành động như thế nào? Em đang tính. Người của ta báo ra bọn lính bảo an của Ba Lòng đang được huy động bảo vệ Cửu Sừng suốt ngày đêm. Nhưng có một điểm hở trong kế hoạch bảo vệ của chúng, đó là những lúc Cửu Sừng vô động. Thông tin tốt đó. Nếu mà trà trộn vô cái động mại dâm thì thanh niên như các cậu làm sao mà tiếp cận được với lão Cửu Sừng. Cần phải tính kỹ mọi đường đi nước bước, Hai Toàn à. Trong tình hình này chúng ta không có quyền thua. Bởi nếu thua nghĩa là ta bất lực trước sự bạo tàn của kẻ địch. Nghĩa là quần chúng nhân dân không thể coi ta là chỗ dựa, là niềm tin chiến thắng của họ nữa. Ba vừa đi thăm cái công sự của con á, ba thấy có kiên cố lắm không? Kiên cố thì có tích sự gì hả con? Hả? Ba nói vậy là có ý gì? Con biết á, ba ở trong vùng cộng sản lâu năm. Dạ. Nên ba hiểu cộng sản hơn con. Dạ. Sức mấy mà cộng sản tấn công chi khu Trà Bồng này? Hả? Dạ. Nhưng chúng sẽ nhuộm đỏ các làng mạc thôn xóm để biến cái chi khu của con nè
nó trở thành một cái hòn đảo trơ trọi. Hả? Lúc đó con nghĩ sao? Con cũng chưa biết tính sao nữa. Cứ cái kiểu mà ru rú á, như cái ông quận trưởng trong hầm suốt ngày đêm, thì cái quận Trà Bồng này mất vào tay cộng sản lúc nào không biết. Con có hiểu cái chủ trương của cộng sản lấy nông thôn bao vây thành thị ha, cái hồi 9 năm chống Pháp á, nếu vẫn còn những chân rết ở trong làng mạc thôn xóm á, thì không mấy chốc dù con có 3-4 ngàn quân trong tay á, cũng không làm nên trò trống gì. Vậy bà biểu con phải làm sao? Phải làm cho được 3 cái điều trước khi thi hành luật 1059 ở cái quận Trà Bồng. Ha. Thứ nhất á, là con phải thanh lọc ngay trong bộ máy chính quyền ở các thôn xóm. Ha. Ta e rằng á, còn hàng đống đảng viên cộng sản nằm vùng á, đang xâm nhập vào cái bộ máy chính quyền của quốc gia. Thứ hai là phải thanh lọc tất cả những công chức, nhân viên ở trong cái quận mình nè. Ha. Và phải mời cho được cái ông phó mục gia về làm phó chủ tịch hội đồng, hay là làm cố vấn cho ông quận trưởng, để lôi kéo các người co nè, người xe đăng nè, người cơ tu nè, về với cái địa bàn quận Trà Bồng mình. Dạ. Cái điều thứ ba là con phải bàn bạc cho thật kỹ với ông quận trưởng Trần Hoàng. Dạ. Mở một cuộc hành quân càn quét vào núi Cà Đâm. Dạ. Để tiêu diệt căn cứ bí mật của cộng sản ở trong đó. Ha. Làm được 3 cái điều đó là rất tốt, có lợi cho mình. Ha. Dạ. Bà đúng là quân sư số 1 của quận Trà Bồng này. Nhưng mà bà có phải cẩn thận giữ mình đó nghe. Con với ông quận trưởng yên tâm, dễ gì mà bọn cộng sản lại giết được ba. Ha. Bà hiểu bọn cộng sản còn hơn tụi bay nữa kìa. Nó là thằng cộng sản, bắt nó cho tao. Về mà như ba đuổi vậy? Anh đi mua thuốc lá mà. Vậy thuốc lá đâu? Anh nói thật đi, anh lại trốn em ra rừng quế bỏ thư cho cộng sản phải không? Việc của đàn ông, em hỏi làm gì? Anh đã báo cho cộng sản những tin tức gì? Có báo được gì đâu, em không tin thì xem đi. Tại sao lại không báo được? Bộ mật vụ đã phát giác ra hộp thư bí mật. Anh tới nơi thì thấy chúng vừa bắt trói một người. Trời ơi, em đã nói với anh rồi, anh không chơi trò hai mang được đâu. Bọn chúng mà rờ tới em á, em sẽ khai hết, chứ em không có gan chịu được đòn tra khảo của bọn chúng. Không hoạt động thì thôi, nếu có dịp anh sẽ trả lời dứt điểm với mấy ông cách mạng. Anh phải hứa là bỏ hẳn. Ừ, anh hứa. Thôi, cởi trói cho nó, kéo nó vào đây.
Nhanh lên đi. Mày tên gì? Quốc Trọng. Mày làm gì? Làm thuộc hạ của quận trưởng Trà Bồng. Vậy ai xúi mày đi làm chỉ điểm cho dì cổng? Tao còn chỉ điểm. Tao ra lệnh cho mày khai đó. Ai đưa thư cho mày? Mày liên lạc với ai? Tao không biết. Nè, quận trưởng của anh đâu? Tại sao không ra thẩm vấn tù binh hả? Dạ thưa cụ. Còn đứng nữa lại dạy nữa. Đi, nhanh lên. Dạ. Anh tên gì? Nguyễn Quốc Trọng. À, cái tên hay đó. Quốc Trọng. Trọng có nghĩa là trọng thị. Quốc là quốc gia. Người như anh tại sao lại không tôn trọng chính quyền quốc gia mà lại đi làm tay sai cho cộng sản hả? Tao không đi làm tay sai cho bè lũ mỹ diệm tụi mày. Đừng hỏi lôi thôi. Muốn bắn muốn giết thì tùy. Bắn anh thì có gì là khó, chỉ cần tốn một viên đạn thôi. Nhưng giúp anh đi tìm một con đường sống, cái chuyện đó mới tốn nhiều công sức. Anh có hiểu không? Sau cái sự việc này, tôi e rằng anh khó sống ở cái đất Trà Bồng. Vì đã lọt vào tay của chúng tôi rồi thì bọn cộng sản nó không bao giờ tin anh. Tôi có thể xin cho anh một việc ở trong Quy Nhơn. Cộng sản sức mấy mà tìm được anh để trả thù? Tao không sợ trả thù, chỉ không muốn làm tên phản bội mà thôi. Anh phụng sự cho quốc gia thì phản bội ai chứ hả? Nhân danh chủ tịch hội đồng, tôi xin cam đoan với anh ba điều khoản sau đây. Thứ nhất, khai ra một người thì anh được miễn tội tử hình hả? Khai ra hai người thì anh được rời khỏi nhà tù, trở về với vợ con và gia đình. Còn khai thêm ba người á thì tôi sẽ đích thân xin việc cho anh ở Quy Nhơn. Anh suy nghĩ kỹ đi, kẻo muộn đó. Má nó, cái bọn con mình đúng là đồ ăn hại. Tại sao không làm đường vô tận bản làng? Dạ, nhưng mà người con không cho phép à. Không cho phép? Dạ. Được, tụi bay xuống đây, kêu tụi nó cán tàu qua suối. Dạ, dạ. Mày bỏ xuống suốt. Xin lỗi bà con. Ông đến đây làm gì? Hôm nay tôi đến đây với mục đích hòa bình và muốn bàn với ông trưởng Nóc hai việc lớn. Đó là hai việc gì? Việc thứ nhất là quốc gia muốn tập hợp các nóc sống xung quanh chân núi Ngọc Linh thành một xã. Các nóc sẽ được gọi là thôn. Chánh phủ sẽ thống kê của cấp xã, thôn mà cấp muối và quần áo. Các xã trưởng và thôn trưởng sẽ được nhận lương của chính phủ. Không, các nóc đều có phong tục và tập quán riêng, đâu có thể gom lại thành một xã được. Nếu nóc người Co mà tập hợp được các nóc người Cờ Tu, người Xê Đăng thì chức xã trưởng sẽ thuộc về người Co. Tôi không làm được việc đó đâu. Vậy ai có thể làm được? Chẳng ai có thể làm được đâu ông quận trưởng à.
Vậy ông phó Mục Gia thì sao? Ông phó Mục Gia bây giờ đã già yếu lắm rồi. Trưởng Nóc có thể dẫn tôi đến nhà gặp ông phó Mục Gia. Thưa ông phó Mục Gia. Dạ, có ông quận trưởng Trần Hoàng tới thăm Mục Gia đó à. Tôi sắp về với tổ tiên rồi, còn hỏi thăm làm chi nữa. Ông phó Mục Gia muốn lên quận chữa bệnh không? Lên quận để gặp người Tây à? Người Tây đã cút mẹ nó hết rồi. Bây giờ bệnh viện là của chính phủ quốc gia. Chính phủ quốc gia núp sau lưng người Mỹ có khác chi? Chính phủ quốc gia muốn mời ông phó Mục Gia về làm phó chủ tịch hội đồng quận để đoàn kết người Thượng và người Kinh. Ông nghĩ sao? Tôi chỉ biết có cụ Hồ thôi, không biết ông Ngô Đình Diệm. Tôi không thể nói dối lòng tôi. Vậy là tôi đã thay mặt chính phủ tỏ rõ thiện chí rồi đó. Ông phó Mục Gia hãy suy nghĩ kỹ lại. Khi quân chánh phủ mà vào đây đóng được quân rồi, ông có nghĩ lại cũng muộn rồi đó ông à. Tôi đã sắp sửa về với vàng rồi. Ông quận trưởng đừng lo. Được, về tụi bay. Trưởng Nóc Chân, ta uống rượu đi. Rượu đây. Cái việc thằng quận trưởng Trần Hoàng muốn anh ra làm xã trưởng và mời ông phó Mục Gia ra quận Trà Bồng để làm công việc hội đồng là để lôi kéo người co về phía chính quyền Ngô Đình Diệm. Trưởng Nóc Chân có biết điều đó không? Tôi đâu cần biết chúng muốn gì. Nhưng quay một nóc để thành một xã thì không được. Cách đây 20 năm, ông phó Mục Gia chẳng đã quy tụ người co, người cơ tu, người xê đăng và cả người Ba Na, người Ê Đê đi lấy nước thần để đánh Pháp đó sao? Đó là chuyện khác. Bữa rồi ông phó Mục Gia đã trả lời chỉ biết cụ Hồ, không biết đến Ngô Đình Diệm. Đó cũng là câu trả lời của tất cả người co đó. Mở được lối vào đất người Thượng là phá hủy tận gốc căn cứ cách mạng rồi. Đầu óc của thằng quận trưởng Trần Hoàng và thằng đại quý Ba Lòng không thể nào nghĩ ra được nước cờ này. Vậy là ai? Lão già cửu sừng. Lão là tên phản động nguy hiểm nhất. Sức mấy mà lão cửu sừng lại nghĩ ra được chuyện đó? Trưởng Nóc Chân coi thường rồi. Còn rắn độc này nó sẽ làm, nhưng làm được hay không là tùy thuộc vào sức mạnh đoàn kết của chúng ta. Nếu như có hai toàn lúc này thì hay quá. Nhờ anh không phải anh à, nhờ anh không phải anh. Đúng rồi, dốt giỏi quá à. Thank you.
chào anh hai. Chào các cô. Trời ơi, sao cứ học mỗi một từ anh thôi vậy? Em có dạy chị mấy từ khác, nhưng mà chị không có chịu. Chị cứ đòi học cho bằng được chữ anh này mới thôi. Em chỉ thích chữ anh thôi, bởi vì em yêu chàng. Thôi, em Thơm, cô Miều, ra ngoài anh có việc gấp nghe. Dạ. Chị Út, ngồi xuống học bài đi. Kệ tụi nó đi mà, chắc là anh hai có nhiệm vụ gì đó quan trọng muốn giao cho tụi nó. Thôi, chị viết bài tiếp đi. Tại sao việc của anh hai Toàn mà mình không được biết? Anh hai Toàn là chồng của mình mà. Làm cách mạng thì mỗi người mỗi việc, ai thì biết việc của người đó thôi. Khi nào việc đó liên quan tới chuyện gia đình của anh chị thì chắc chắn anh hai sẽ nói cho chị biết thôi. Nhưng mà mình không có chịu. Tóm lại, anh đã nghĩ hoài rồi, không để cho mấy thằng con trai tiếp cận Cửu Sơn được. Chỉ có một cách duy nhất là lợi dụng điểm hở trong lưới bảo vệ của chúng. Đó là khi hắn vô động. Chuyện này á, anh cứ để cho em đi. Thằng ba lòng con lão làm em phải bỏ xứ mà đi. Em sẽ cho hai cha con lão biết tay. Đây là tai án cách mạng, ra tay trừ ác, chứ không phải là chuyện trả thù cá nhân. Đàn bà tụi em á, chân yếu tay mềm, nếu không đủ căm thù á, sẽ không làm được chuyện đó đâu. Chắc chắn Miều đi không được rồi. Bởi vì á, cha con Cửu Sừng đã quá thuộc mặt Miều rồi. Chưa kịp ra mặt mà đã bị bắt thì còn làm ăn được cái gì nữa. Anh hai, anh hai cho em đi đi. Bởi vì cha con Cửu Sừng không có biết mặt em đâu. Nếu em có chuyện gì thì má làm sao sống nổi. Rồi còn ngày thằng Bường về nữa. Anh không muốn cho em làm nhiệm vụ đó. Vậy anh kêu em ra đây làm gì? Anh đang rối ruột đây. Ở trong căn cứ, con gái thì chỉ có mấy đứa. Tươi thì nhát quá, làm không nổi. Vì vậy anh mới kêu hai đứa ra đây, để coi có kế gì không. Chứ đứa nào đi anh cũng không an tâm. Sao em không được tính là người của căn cứ? Em nghe trộm hả? Chồng em thì đang lo lắng, em không được biết là sao chứ. Nhưng đây là chuyện của cách mạng. Vậy em có phải là người của cách mạng không? Con gái người co không được làm cách mạng hả anh? Em nghe có chuyện gì đó mà cô Tôm không làm được. Em là chị dâu, anh chị em làm thay đi. Chị dâu cũng là chị em mà. Không được đâu chị ơi. Chị biết gì về thằng ác ôn đó đâu. Nó ác lắm đó chị. Nó ác thì mình đi trừ ác. Là đi giết một người đó Út à? Một người mà anh hai Toàn bảo phải giết, ắt hẳn là một kẻ phải ác lắm rồi. Tay em đã quen xiên con cá dưới suối, chắc chắn sẽ mạnh hơn hai cô. Em làm được. Út bà, việc này quá nguy hiểm, em không làm được đâu. Vậy thì ai sẽ làm đây? Cô Miều thì nó đã biết mặt rồi, cô Thơm thì chân yếu tay mềm. Em à, anh phải nghĩ lại, anh phải hỏi ý kiến của bí thư. Anh hai à, anh hai tính kỹ chưa? Có gì thì Út sẽ vô trước, còn tụi em sẽ yểm trợ bên trong. Các anh sẽ phục kích ở bên ngoài. Nếu như có chuyện gì á, cả ba tụi em đều xông vô. Các anh chỉ việc phân tán tụi nó là được. Thôi, tụi em đi về đây. Em không sao đâu. Thấy anh lo lắng cho em như vậy là em đã thỏa lòng rồi. Em có biết vì sao mình phải giết người đó không? Không giết nó đi thì bao giờ các em của anh được trở về làng? Bao giờ thì em được làm dâu của mẹ? Em từ nhỏ đã lạc mất gia đình rồi. Em thèm có mẹ lắm, anh biết không? Thank you.
sao rồi? Đã có phương án nào chưa? Có, nhưng mà cũng chưa. Em không biết làm cách đó là đúng hay sai nữa. Được rồi, ta sẽ bàn phương án đó sau. Còn bây giờ cậu hãy đọc kỹ thông tin trong tài liệu này nè. Luật 10 năm 9 đã có hiệu lực. Thằng Cửu Sừng và thằng Trần Hoàng không biết sợ là gì nữa. Một số người bị bắt, bị giết. Có một số người là cơ sở của ta, nhưng cũng có người là dân thường. Cửu Sừng giết họ để cướp tài sản và lấy quy với cấp trên. Vấn đề ở chỗ là mọi mưu mô trước quỷ đều ở một mình Cửu Sừng mà ra cả. Nhất là chuyện mở đường lên các nóc của người thượng. Nếu không chấm dứt được việc này thì căn cứ của ta sẽ đối diện với nguy hiểm lớn. Không thể chần chừ được nữa rồi. Nhưng mạng lưới bảo vệ của Cửu Sừng rất kín. Cậu tính kỹ chưa? Chỉ có một phương án duy nhất. Đó là tung nàng Út vào trận. Cái gì? Cô Út? Cô Út là vợ cậu kia mà. Chỉ có cô Út là cha con lão Cửu Sừng không biết mặt. Ngoài ra tại đám cát của cô ấy. Không được. Lỡ có chuyện gì á thì tôi biết nói làm sao với ông trưởng nóc chân đây. Ai làm việc này cũng có thể gặp nguy hiểm. Và đương nhiên chuẩn bị sẵn tinh thần để có thể hy sinh. Tôi không từ chối cô ấy được, vì cô ấy cho rằng con gái người co cũng có thể làm cách mạng. Và tôi nghĩ ông chân cũng nghĩ như vậy. Và tất cả người co cũng nghĩ như vậy. Còn cậu, cậu nghĩ gì? Anh Du Thơm làm gái tôi, còn Miều là vợ quá của đồng đội tôi. Ai trong số họ gặp nguy hiểm tôi cũng đều đau lòng vậy. Nhưng làm cách mạng không có sự lựa chọn. Còn nếu nàng Út hy sinh, tôi sẽ để tang nàng ấy suốt cuộc đời. Với tôi, cô ấy còn hơn cả một người vợ đến vua. Tôi xin lỗi cậu. Bây giờ hãy bàn tới phương án an toàn nhất. Cậu phải lường trước mọi thứ. Hai Toàn à. Ừ. Sao chàng không nói gì với em nữa? Gì cần nói anh đã nói hết rồi. Để em suy nghĩ lại thì anh sẽ báo với đồng chí bí thư đưa em về nóc. Anh ở đây thì làm gì có chuyện em về nóc được. Nhưng công việc của tòa án cách mạng là hết sức nguy hiểm. Em không có sợ nguy hiểm? Em à, tòa án chỉ làm việc xử tử bọn ác ôn thôi. Bọn ác ôn có phải là thú dữ không? Chúng còn ác hơn cả thú dữ nữa em à. Vậy thì em sẽ đi giết bọn ác hại người. Anh hai, hay hay cứ để tụi em trà trộn vào trong động rồi tìm cách bắn hạ lão Cửu Sừng. Nếu cần thì thà hy sinh cứ có sao đâu. Như vậy là hy sinh vô ích. Hơn nữa chúng ta sẽ không thực hiện được một bản án do tòa án cách mạng tuyên trên xác lão. Đó là một bằng chứng chứng tỏ sức mạnh của chúng ta. Anh Toàn à, vậy tụi em phải làm sao để tiếp ứng được cho các cô ấy? Anh tính như vậy, cô Út á là phải đóng vai một cô gái làng chơi thì mới có thể tiếp cận được lão Cửu Sừng. Khi mà cô ấy hành động á thì chúng ta ở bên ngoài cũng đánh động để làm bọn bảo vệ phân tán. Em thấy làm như vậy mạo hiểm lắm anh à. Nhưng biết phải làm sao, có em Thơm và cô Mèo ở vòng trong chắc sẽ tiếp ứng được mà. Chú Dần đừng lo về tài xiên cá của cô Út. Hồi ở nóc á, cô Út còn đâm được cả heo rừng nữa kìa. Nhưng dù sao cô Út vẫn là phụ nữ mà. Có những việc phụ nữ có thể làm được. Thôi, các cậu luyện tập điểm xạ cho chắc chắn thêm đi. Nhất là điểm xạ trong bóng tối. Đó là cách duy nhất các cậu có thể tiếp ứng cho các cô ấy. Anh hai, nếu chị Út không trở về, tụi em cứ quyết sống chết với lão Cửu Sừng.
Từ nay trở đi, tụi em sẽ nhận chị Út làm chị gái nuôi của tụi em, vì chị đã thay mặt cho ba anh em trả thù cho gia đình. Má em mà có thêm người con gái chắc má vui lắm. Chú cứ vào trong đi, tôi sẽ cảnh giới bên ngoài. Dạ, đi. Chào bà chủ. Để coi. Chà, đẹp thiệt. Con gái người con còn đẹp hơn con gái người Kinh nữa chứ. Đẹp thì khỏi phải nói rồi, nhưng mà có điều giá hơi mắc, phải có khách chịu chơi tôi mới bán. Mắc là bao nhiêu? Với những cô gái bình thường giá chỉ 200, nhưng với cô gái của tôi giá phải 2000. Được, chị đồng ý, 2000 thì 2000. Nhưng mà chưa hết nữa. Lần đầu tiên khách phải trả 10000, vì gái của tôi là gái còn trinh. Trời ơi, giá 10000 là giá cắt cổ. Ở cái xứ Trà Bồng này mà có khách chịu chơi tới như vậy á, tôi xách giày cho chú. Nếu không được á thì thôi, tôi đi về. Thôi, cũng được. Thưa cụ. Cút đi. Dạ. Lúc nào cũng theo tao. Đi, không được đi, bảo đi. Vệ cụ không, mà. Tao không cần. Đi, đi. Dạ. Kính chào ông cụ. Nè, bộ tôi già lắm sao mà lúc nào cũng cụ với cũ vậy hả? Dạ, dạ, mong cụ đại xá. Để em dẫn ông cụ vào thăm động tiên ạ. Ngay còn điểm nhão nhe nhão nhẹt như vậy mà lúc nào cũng tiên với hậu. Ông cụ chơi sợ, đàn em đâu dám qua mặt. Hôm nay em có cụ lạ, chỉ sợ ông cụ không dám xài sang mà thôi. Nè, cụ lạ là sao? Là hàng mới nguyên, là gái còn trinh đó nha. Lại là gái co nữa chứ. Ờ, chắc không. Dạ. Đưa lên đây cho tôi coi mặt. Nhưng giá mắc lắm đó, không biết ông cụ có trả được không. Lão cũ này mà không dám xài thì ở Trà Bồng này còn ai dám xài hả? Đưa nó lên đây hả? Dạ được. Ba cái bông hoa rừng này đẹp quá vậy. Dạ, giới thiệu với anh cũ, đây là hai cô gái xin vào bưng bê, còn đây mới là hàng độc của em đó ạ. Lại đi cưng. Người co mà đẹp quá. Em đẹp quá. Nè, dẫn lên phòng cho tôi. Dạ. Đi. Em uống rượu được không? Dạ được ạ.
xíu thôi mà. Em ngồi đây. Hôm nay vui quá. Cả đời của ta hôm nay mới thấy vui thật sự đó. Em đẹp quá. Nè, em cứ chiều anh đi, rồi muốn bao nhiêu anh cũng chiều em hết đó. Hả? Giờ cởi áo cho anh đi ha. Hôm nay mày phải đền tội. Cứu. Báo chưa? Đọc rồi. Mày thấy ông cụ Sừng bị bọn cộng sản xử tội mà mày ung dung được sao? Đó là việc của ông cụ Sừng chứ đâu phải của tao. Nhưng mà ông cụ Sừng là ba chồng của em gái mày mà. Thằng đại quý Ba Lòng nó bỏ rơi em gái của tao lên thị trấn Trà Bồng lấy hàng tá vợ lẽ, vậy thì đạo lý ở đâu hả? Tao đâu phải lạc ôn mà sợ bị cộng sản đòi nợ máu. Ở xã Trà Nham này tao nghĩ cộng sản xử tội mày là thằng đầu tiên. Cái quân hàm trung quý của mày á, nó đã nói lên điều đó rồi đó Tuấn. Còn tao, tao mới là thiếu quý thôi Tuấn à. Mày lầm rồi. Không phải thằng trung quý có tội hơn thằng thiếu quý, mà là tao đâu có bắt thằng đua đi chôn sống, cũng đâu có bắt ông già Trình và vợ chồng ông Cả Sang. Còn đến từng nhà dân ở xóm Bầu Ốc này bắt treo biển ly khai cộng sản đi hợp tố cộng, mày làm hay là tao làm? Thì tao sẽ xin chuyển dùng. Muộn rồi con à. Tao khuyên mày nên chọn trong đám dân vệ vài thằng vệ sĩ to con để làm vệ sĩ riêng cho mày, chứ không bọn cộng sản chém đầu mày lúc nào không biết. Mày nói cũng phải. Tao sẽ tuyển thêm lính bảo vệ, và tao sẽ làm cho bọn cộng sản không còn chỗ đứng trên đất Trà Bồng này nữa. Vậy mới là thượng sách chứ. Cụ Ngô nói đúng, tha là giết nhầm còn hơn là bỏ sót. Cẩn thận. Chào các đồng chí. Chào anh. Chào bí thư. Các đồng chí khỏe chứ hả? Dạ. Khỏe dạ chứ cô. Mời các đồng chí ngồi đi. Rất cảm ơn các đồng chí. Các đồng chí đã làm nên một chiến công oanh liệt, rất ngoan cường, làm rúng động cả quận lỵ Trà Bồng. Thằng tỉnh trưởng Quảng Ngãi đích thân ra tận quận Trà Bồng để truy tặng quân chương cho lão Cửu Sừng và trấn an đám thuộc hạ. Nhân dân của các xã chúng ta rất phấn khởi và sôi động hẳn lên. Không biết là bà con có hiểu là do chúng ta làm hay không nữa. Bà con nói cách mạng đã sống lại rồi, không còn nhịn nhục được nữa. Rồi đây
bọn ác ôn sẽ phải đền tội. Các đồng chí nghe coi có sướng tai không nào. Ủa, cổ không thấy vui sao? Dạ, thưa trưởng đốc Quyền ủy, giết người thì có gì đâu mà vui. Em à, cửu sừng á không phải là người, nó là một con thú em à. Thì có khác gì người xe đang giết người để cho chim ác ăn đâu. Biết như vậy nhưng mà em vẫn buồn, không hiểu làm sao nữa. Cô Út nói đúng, giết một tên ác ôn không khác gì là giết một con thú dữ, mà cũng chẳng thấy vui vẻ gì. Vậy ở trong căn cứ, cô Út muốn làm công việc gì? Thưa trưởng nhóc Quyền ủy, em chỉ muốn xuống dưới suối bắt con cá, lên rừng bẫy con cày, con treo cho mọi người ăn. Rất tốt, rất tốt. Vậy thì trưởng nhóc Quyền ủy sẽ phân công cô Út vào nhóm cô Thơm, cô Miều. Nhưng mà đồng chí Hai Toàn vẫn phải hoạt động ở tòa án cách mạng, chứ không phải lúc nào cũng ở nhà với cô Út đâu nghe. Vậy thì em xin ở lại. Là một con dế, là một cô bé, là một chi đó cứ theo anh trên đường xa vời. Là một ngọn gió, là một hoàng hôn, là một con trăng sao.